Rồi anh em nhá, đặt cực khi gửi hàng cho bác khách ở xa thì em test luôn cho bác đây. Đấy nhá, một con CD V5 Pro của bác đây, màu đen, còn đẹp nhá, sắc cạnh các kiểu nhá, màn hình xe vừa tháo đây vẫn còn nguyên ni lông này, bác yên tâm chưa, cực đẹp luôn. Đấy, đấy cho bác xem luôn góc cạnh các kiểu nhá, 4 đường loa ra đằng sau đầy đủ, nói chung là hiện đại luôn. Đây là V5 Pro, cắm điện cho bác luôn này. Đây, cắm test điện này. Ở nha, bật lên. Đấy, ok. Đấy, xem có cái đĩa là không, có đĩa nha. Riêng con này em đã làm cho bác chức năng hẹn giờ đầy đủ luôn. Đấy, ok bác nhá. Đấy, và đây, gửi cho bác khách ở Thái Nguyên cặp loa Mercedes toàn giải full range 16 của Mercedes nguyên xương luôn. Đấy, đây cũng đóng hàng để gửi cho bác luôn bây giờ đây. Đây là để đóng hộp, đóng được, đóng hộp đầy đủ cho bác nha. Rồi, con này đóng lại cho bác Thanh Hóa, còn con này đi Thái Nguyên. Cảm ơn các bác nha.